Tập 10. Nói cho tôi biết đi, tôi phải làm sao mới gặp được Phụng Nhi? Tôi cầu xin cô đấy, Tứ phu nhân, cô giúp tôi với. Tôi muốn gặp Phụng Nhi lần cuối. Cầu xin cô đấy, Tứ phu nhân. Ôi trời, nửa đêm thế này mà Lữ đoàn trưởng còn phái hai người tới canh chừng Ngũ phu nhân sao? Ngũ phu nhân, Ngũ phu nhân, là tôi, chị Tư của cô đây. May mà cô vẫn chưa ngủ. Lữ đoàn trưởng đang ở phòng tôi, bảo cô qua đó cùng nói chuyện. Nghe tôi đi. Tối lửa tắt đèn thế này, Lữ đoàn trưởng thật ở trong đó sao? Có người đang đợi cô trong phòng. Nếu cô muốn gặp thì vào trong đi, còn nếu không muốn gặp thì thôi. Tôi khuyên anh ta đi đi tới mỏi miệng rồi, nhưng anh ta không chịu nghe tôi. Nếu cô hiểu chuyện thì cũng đừng giữ anh ta ở lại phủ. Anh ta mà ở đây không cẩn thận mất mạng như chơi. Đúng rồi, trong tay anh ta có dao, cô cẩn thận đừng để mình bị thương. Rồi cô nói là ai vậy? Còn giả vờ với tôi, cô cứ vào là biết. Tôi đúng là Bồ Tát sống mà. Thiên Tứ, sao anh ở đây? Anh định làm gì? Những lời cô nói với tôi lúc ở nhà cô đều là giả dối cả. Em không có lừa anh, những gì em nói đều là sự thật. Vậy tại sao cô lại mang thai con của người khác? Cô có từng nghĩ tới việc trốn bao giờ không? Cô nói đi, nói đi. Thiên Tứ, anh bỏ dao xuống đi, rồi em sẽ từ từ giải thích cho anh hiểu. Không, tôi phải giết cô. Lữ đoàn trưởng, nửa đêm mà cô còn lề mề. Người ta đã ngủ rồi mà, còn không phải mặc lại quần áo nữa sao? Lữ đoàn trưởng, không phải ông nói sẽ tới chỗ em sao? Sao lại đổi sang đây vậy? Mấy ngày nay ngủ ở đây thấy ngon nên muốn ngủ tiếp. Đáng ghét. Lữ đoàn trưởng, hay hôm nay ông cũng cho em nghỉ một chút đi. Ông làm em mệt quá rồi đây này. Có vậy thì cũng không thể để em nghỉ được. Qua đây. Đi nào. Từ Phụng Chí, là cô hại chết cha mẹ tôi. Phải, là em đã hại chết hiệu trưởng Liễu và Liễu đại thẩm. Thiên Tứ, anh giết em đi. Anh đúng là một thằng khốn mà. Sao có thể nói em đã hại chết cha mẹ anh được chứ? Là Triệu Nguyên Canh. Thiên Tứ, anh đi đâu vậy? Vừa nãy anh đã nghe hắn ta nói rồi, hắn đang ở thư phòng. Giờ anh qua đó giết hắn, báo thù cho cha mẹ. Anh tới thư phòng nổi sao? Ở đó có tới 200 gác. Em đừng lừa anh. Anh đã dò đường xong hết cả rồi. Ban ngày là ban ngày, ban đêm là ban đêm. Anh còn chưa tới được đó thì bị bắn chết rồi. Còn có thể tới được đây mà không bị phát hiện, cũng xem như anh có bản lĩnh. Tứ phu nhân nói đúng, anh mau giúp bỏ dao đi, ra khỏi cửa lớn rồi chạy đi. Vậy còn em thì sao? Em sao?
Sớm muộn gì em cũng sẽ tìm cơ hội để chạy khỏi đây. Tới khi nào chứ? Em cũng không biết nữa. Em sẽ tìm được cơ hội mà, Thiên Tứ. Giờ em đi theo anh đi. Kẻ nào dám cản em, anh sẽ giết chết kẻ đó. Thiên Tứ, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Dùng con dao nát này chống lại súng sao? Anh điên à? Phụng Nhi, Thiên Tứ. Em tưởng anh đã chết thật rồi. Tưởng rằng mình sẽ không còn gặp lại anh được nữa. Em cũng không nỡ để anh đi. Nhưng mà Thiên Tứ, anh xem, hôm nay nếu không nhờ có cha em, chúng ta đã tiêu đời cả rồi. Tên Trương Cát An đó, còn cả đại phu nhân nữa, bọn họ đều là xấu xa. Em nghi ngờ việc cha em và bảo trưởng tới hôm nay là do đại phu nhân sắp xếp. Thiên Tứ, anh mau đi đi. Em không thể dương mắt nhìn anh bị bọn họ giết chết. Phụng Nhi, nhưng anh không thể đưa em đi được. Cũng lại không giết chết được kẻ thù để rửa hận. Một mình anh đi như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Anh tin em đi. Sớm muộn gì chúng ta cũng được đoàn tụ thôi. Chúng ta sẽ có thể trở thành vợ chồng. Tiên sinh, muộn như vậy rồi, anh còn ra ngoài sao? Không ngủ được, muốn ra ngoài dạo. Trong phủ có quy định, nếu giờ anh ra ngoài, muốn về ít nhất cũng phải là sáng ngày hôm sau mới được. Tôi nói với lão phu nhân rồi. Sao đây? Không được à? Được mà. Ai không được chứ anh, không được sao? Mời anh. Triệu tiên sinh, tiên sinh, anh muốn ra ngoài chơi có phải không? Phải. Anh là người ngoại địa, nhất định là không quen thuộc ở đây. Đúng là không quen. Tôi nói anh nghe, qua khỏi con phố này rồi rẽ phải, nhìn thấy nơi có lồng đèn là đúng rồi đấy. Cảm ơn anh. Liễu Thiên Tứ, từ phụng chí em, xin thề với trời, cho dù em thật sự không thoát được khỏi đây, em cũng phải cùng chết chung với anh. Mẹ Năm, mẹ Năm, Mã Thần Tiên tới rồi, Mã Thần Tiên tới rồi. Mẹ Năm, mẹ Năm, mẹ Năm, sao thế nhà đầu mập, có chuyện gì mà vui vậy? Mẹ Năm, mau đi xem đi, Đại Thần Tiên tới nhà ta rồi. Đại Thần Tiên, phải đấy, Đại Thần Tiên bảo vệ cả nhà ta tới rồi. Mã Thần Tiên,
Chuyện này nhờ cả vào ông đấy. Vô Lượng Thiên Tôn, Lữ đoàn trưởng xin cứ yên tâm. Ông không mời tôi thì tôi cũng tới mà. Mấy ngày trước tôi đã thấy trong lòng bất an. Bấm quẻ thì thấy nhà của Lữ đoàn trưởng có chuyện. Tôi biết ngay là ông sẽ tính ra được. Vậy nên mới mời ông qua đây đấy. Vô Lượng Thọ Phật, lão phu nhân, bà vẫn khỏe chứ? Khỏe lắm, khỏe lắm. Gần đây trong nhà hỷ sự không ngừng. Mấy hôm trước mới thần kỳ, vốn là có quả đổ máu, nào ngờ lại xuất hiện quý nhân cứu mạng tôi. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo đều biết cả rồi. Đúng vậy, ông biết tính mà. Nhanh lên, mời Triệu tiên sinh tới đây, để Triệu tiên sinh gặp mặt thần tiên. Dạ, đi đi. Thần tiên tới rồi sao? Vô Lượng Thiên Tôn, tứ phu nhân, bà vẫn khỏe chứ? Khỏe lắm, khỏe lắm đây này. Mẹ Năm, mẹ xem, ông ấy chính là đại thần tiên nhà ta. Lão phu nhân, người mà đại tiểu thư dẫn tới này chính là Ngũ phu nhân mới qua cửa sao? Còn không phải sao? Triệu Nguyên Canh lấy nó, còn không phải là nhờ ông tính ra à? Đúng là không tệ. Ngũ phu nhân, tôi nghe nói cô đã có thai rồi. Ngũ phu nhân, lần trước đại hôn cô trùm khăn tân nương, lần này xem như là lần đầu gặp mặt, bần đạo xin được hành lễ. Triệu tiên sinh, lão phu nhân, không xong rồi. Triệu tiên sinh, có chuyện gì? Đến cạnh cửa nói đêm qua Triệu tiên sinh đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở về. Lão phu nhân, Triệu tiên sinh là người ngoại địa, anh ấy lạ nước lạ cái, liệu có xảy ra chuyện gì không? Mau báo Lữ đoàn trưởng, bảo nó phái người đi tìm. Đợi đã, để tôi tính thử xem sao. Lão phu nhân, không cần tìm nữa. Triệu tiên sinh mà bà vừa nói đó là thần tiên qua đường. Anh ta cũng là thần tiên. Đúng vậy. Nếu không, sao anh ta có thể cứu bà được chứ? Nhưng mà vị thần tiên qua đường này đạo hạnh bình thường, biết hôm nay tôi sẽ tới, vậy nên đã trốn đi rồi. Trốn đi rồi? Thần tiên, thế nào là trốn đi vậy? Tức là đi rồi đấy. Vậy khi nào thì anh ấy mới về? Không về nữa đâu. Có phải vậy không thần tiên? Đại phu nhân lĩnh hội đúng đấy. Lão phu nhân, vẫn là nên bảo Lữ đoàn trưởng phái người đi tìm thì hơn. Không cần tìm nữa đâu. Thần tiên, đó đúng là một người tốt đấy. Vô Lượng Thiên Tôn, duyên phận đã tận. A Di Đà Phật, đúng là người tốt. Chỉ là duyên phận như vậy thì ngắn ngủi quá. Mẹ, nếu thần tiên đã nói duyên phận đã tận, Triệu tiên sinh cũng đi rồi, thôi thì tùy duyên. Cũng hơi đáng tiếc. Có lẽ vẫn còn có cơ duyên, nhưng mà vẫn phải đợi tới khi nào thì khó nói lắm. Vậy sao? Chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ? Vô Lượng Thiên Tôn, lão phu nhân, tôi ở trên núi có nằm mơ thấy Lữ đoàn trưởng, cảm thấy nhà ta hình như là có chuyện gì đó, nên mới bảo bọn họ dựng một pháp đài để xem thật kỹ, giúp nhà ta xem sao. Chuyện tốt hay là chuyện xấu vậy? Chuyện tốt. Nhưng mà trong chuyện tốt cũng có chuyện xấu, và cũng có thể chuyện xấu sẽ biến thành chuyện tốt.
Thần tiên có lệnh, trong 4 canh giờ thần tiên làm phép, không ai được phép làm phiền. Cần 4 canh giờ sao? Vậy thôi, không làm phiền thần tiên nữa. Mẹ, Nguyên Canh hôm nay có khách, trưa nay không ăn cơm nhà. Được. Ông ấy còn nói muốn đưa em Tư và em Năm cùng đi nữa. Ta biết rồi. Xe còn chưa tới nữa sao? Tối hôm qua cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn tôi chuyện gì chứ? Tôi cũng đâu phải là vì cô đâu. Nhưng mà cô cũng đáng thương thật đấy. Tên họ Liễu đó ngoại hình nho nhã, đối với cô lại tốt. Vì cô đến mạng cũng không cần. Đáng tiếc thật. Tôi vẫn phải cảm ơn cô nhiều. Tôi là vì tên họ Liễu đó thôi. Hơn nữa, làm người tốt tích đức cũng tốt mà. Lần đầu được ngồi xe hơi, được không? Tôi thích ngồi xe hơi lắm đấy. Cứ êm, dễ chịu vô cùng. Tiểu đoàn Phó Kiều, mau ngồi đi. Bữa tiệc mừng anh đấy, anh không ngồi thì ai dám ngồi? Nghe khẩu lệnh, ngồi. Tứ phu nhân, Ngũ phu nhân tới rồi. Đứng lên, đứng lên. Nào, ngồi đi. Nào, dâng rượu lên. Các anh đã biết hôm nay là rượu mừng rồi chứ? Được rồi, để tiểu đoàn Phó Kiều đứng lên nói vài lời với mọi người trước đi. Lữ đoàn trưởng, phải để anh nói trước mới phải chứ. Anh là đàn bà sao? Nói đi. Lữ đoàn trưởng Triệu tôn kính, tứ phu nhân, Ngũ phu nhân tôn kính, các vị trưởng quan cũng như quý đồng nghiệp thân mến, tôi là người từ bên ngoài đến đây, bao nhiêu năm vẫn luôn theo Lữ đoàn trưởng, cống hiến công sức, được Lữ đoàn trưởng hậu ái như vậy, quả thực là vô cùng hổ thẹn. Lần này được điều tới Tây An cũng là để tiện chăm sóc cho mẹ già, cũng là được Lữ đoàn trưởng dốc lòng đề cử mới được. Bây giờ Lữ đoàn trưởng lại mời cả tứ phu nhân, Ngũ phu nhân, còn cả các vị trưởng quan, các vị đồng nghiệp tới tiễn biệt. Người anh em tôi quả thực là... không biết phải dùng lời nào để diễn tả lòng biết ơn của mình. Lữ đoàn trưởng, xin nhận của tôi một lại. Được rồi, đây cũng có phải là hang thổ phỉ đâu. Khỏi phải nói chứ, tên tiểu tử này cũng có tài lắm đấy. Nghe những gì anh ta nói kìa, tôi có bịa cũng không bịa được. Tôi nhớ hình như anh tốt nghiệp học viện Lục Quân Tây An. Đúng vậy, tôi là khóa đầu tiên. Uổng phí quá. Anh theo tôi như vậy quả uổng phí. Tới bên cạnh đại soái, nhớ làm cho thật tốt. Sau này Lữ đoàn trưởng có bất cứ chuyện gì cần đến tôi thì cứ nói. Cho dù có dầu sôi lửa bỏng tôi cũng quyết không từ nan. Câu này tôi thích nghe này. Sau này anh tới bên cạnh đại soái, tôi phải nhờ anh nói giúp tôi vài câu rồi. Lữ đoàn Triệu, tôi nào dám. Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Nào,
trừ Ngũ phu nhân, tất cả cạn ly cho tôi. Lữ đoàn trưởng, sao lại trừ em Năm ra chứ? Em không phải là phụ nữ sao? Trong bụng cô ấy có con trai của tôi, em có không? Hôm nay tôi đưa em ra ngoài là để các anh em được chứng kiến tủ lượng của em đấy. Không nể mặt sao? Bà Năm, nâng bát đi. Dạ. Xem Lữ đoàn trưởng nói kìa. Vậy thôi, em cũng liều mình tiếp Lữ đoàn trưởng. Cạn. Sảng khoái lắm. Quá là rượu ngon. Đổi bát. Bà Năm, bà Tư, ngồi xuống nào. Các anh em, qua đây, ngồi. Cô đang nghĩ gì thế? Đừng nghĩ gì nữa hết. Ông trời đã để chúng ta làm phụ nữ, vui được thì cứ vui đi. Vui được ngày nào hay ngày đó. Nhỏ tiếng thôi để người ta nghe thấy, không hay đâu. Đúng vậy. Hôm nay tôi uống hơi nhiều. Trước giờ tôi chưa từng uống nhiều rượu như vậy. Phụng Nhi, cô cứ ngoan ngoãn ở lại cái nhà này đi. Cô thử nghĩ đi, đằng nào cô cũng đâu chạy được. Cô xem, đến khi cô ngủ, Lữ đoàn trưởng còn cho hai tên lính canh gác cô mà. Cô nên bỏ cuộc đi thì hơn. Cô đừng khó chịu. Cô ở cái nhà này có tương lai mà. Sau này tôi cũng không tranh với cô đâu. Không hiểu ý có phải không? Hai ngày nữa là cô sẽ hiểu cả thôi. Các anh em đã uống đã cả chưa? Đã rồi. Tiểu đoàn Phó Kiều, buổi tiệc hôm nay là gì anh cả đấy? Sao anh có thể ngồi được chứ? Qua đây ngồi đi, ngồi đi. Anh đã uống no say chưa? No say rồi, đa tạ Lữ đoàn trưởng. Đằng nào thì tôi cũng đã uống đã rồi. Uống đã rồi thì phải chơi cho đã. Có nhìn thấy không? Ba cái bia không đầu, mỗi người 5 viên đạn. Bắn trúng có thưởng, bắn trượt thì phạt. Phạt gì vậy đại ca? Phạt. Tiểu đoàn Phó Kiều, anh nói xem phạt gì bây giờ? Phạt trồng cây chuối đi. Có nghe rõ chưa? Bắn trượt thì phạt trồng cây chuối. Được. Lên đạn. Người anh em, tôi nghe nói anh bắn súng rất chuẩn. Anh lên trước đi. Được. Vậy thôi tôi cũng không nhường nữa. Bắn trượt rồi. Tiểu đoàn Phó Kiều, anh uống nhiều rồi phải không? Xin lỗi Lữ đoàn trưởng, đúng là tôi uống có hơi nhiều. Còn 3 phát đạn nữa thôi đấy, thêm 1 viên trượt bia. Là trồng cây chuối đấy. Tôi biết rồi, anh để tôi nghỉ một chút đi. Không sao đâu. Tứ Nhi, đi rót ly trà lại đây. Để tiểu đoàn Phó Kiều tỉnh rượu một chút. Mang trà lên cho tôi. Lão Kiều, nào, uống trà đi. Cảm ơn tứ phu nhân. Yên tâm đi, tôi sẽ không để Lữ đoàn trưởng thất vọng đâu.
Hay lắm. Lữ đoàn trưởng, để anh chê cười rồi. Hay lắm. Nào, người tiếp theo. Lữ đoàn trưởng, anh không lên thì ai dám lên chứ? Được, để tôi lên. Thu Hương. Dạ, lên đạn giúp tôi đi. Em nào biết dùng thứ đó chứ? Thì học thôi. Vệ binh, dạy cô ấy lên đạn. Rõ. Được, để em lên đạn cho Lữ đoàn trưởng. Đảm bảo ông bắn phát nào chuẩn phát đó. Thu Hương, chỉ cần lên 4 viên là được nhé. Được, tôi cũng lên 5 phát. Thì gọi gì là đại ca chứ? 4 phát thôi. Lữ đoàn trưởng hay lắm. Lữ đoàn trưởng, xong rồi này. Được. Người anh em, nhìn tôi đây. Em cũng nhìn cho kỹ nhé. Hay lắm. Đi thôi. Ôi trời, hôm nay sảng khoái thật. Ngồi xuống nào. Lữ đoàn trưởng, anh quả là một anh hùng. Ôi trời, chúng cướp cò rồi. Người đâu, mau cứu người đi. Vậy sao? Đúng rồi, hôm nay Lữ đoàn trưởng đã uống rượu. Lữ đoàn trưởng 8 phần là hôm nay vui quá nên uống nhiều rượu quá thôi. A-di-đà Phật. Súng đạn đúng là không phải thứ tốt đẹp gì. Suốt ngày cướp cò thôi. Ôi trời, hôm qua biểu ca anh bảo dẫn hai mầm quả đó ra ngoài uống rượu là tôi đã lo rồi. Anh xem, xảy ra chuyện thật rồi kìa. Biểu tẩu, tôi lại đang lo chuyện khác. Cậu lo chuyện gì? Biểu tẩu, chị phải cứu tôi. Hôm đó vì để vạch mặt Liễu Thiên Tứ, tôi không cẩn thận bị người ta chơi một vố, làm lão phu nhân nổi giận. Buổi tối hôm đó, biểu ca liền bảo tiên tử đó tới tìm tôi. Tôi vừa tới cửa phòng, biểu ca liền mắng tôi té tát không cho tôi vào. Tôi sợ hôm nay là tiểu đoàn phó kiều, hôm khác tới lượt tôi mất. Biểu tẩu cứu tôi với. Cái tên ngốc này, chuyện của cậu và tiểu đoàn phó kiều là hai chuyện khác nhau. Anh ta có chuyện gì? Cậu đừng hỏi nữa. Hơn nữa, chịu tọa đó có phải là Liễu Thiên Tứ hay không? Giờ chỉ cần chúng ta nói là được rồi. Anh ta đi rồi. Đi từ đêm qua rồi. Chẳng nói với ai cả. Đi rồi. Tôi hiểu rồi. Anh ta là sợ bị hiện nguyên hình, bị tôi dọa sợ chạy mất rồi. Phải đấy. Lần sau nếu biểu ca của cậu có hỏi, cậu cứ nói như vậy là được. Được. Cô tỉnh rồi. Đây là đâu vậy? Phòng làm việc của Lữ đoàn trưởng. Xin dừng bước. Tôi có chuyện gấp phải về phủ. Lữ đoàn trưởng có lệnh bảo hai người ở đây đợi ông ấy. Hỗn sự, anh dám cản tôi. Xin lỗi tứ phu nhân. Lữ đoàn trưởng có lệnh không được ra khỏi phòng. Cô cứ ngồi xuống nghỉ đi. Lão Kiều, anh ấy chết rồi sao? Chết rồi. Tiêu rồi. Tôi không đi được nữa rồi. Nghiêm.
truyền lệnh của tôi, báo lên đại soái. Một, tiểu đoàn phó Kiều Kiều Chính Hùng trong lúc huấn luyện bất hạnh trúng đạn tử vong. Trường huấn luyện cũng như chiến trường đáng được truy phong anh hùng. Thứ hai, phát 200 đồng đại dương phụng dưỡng mẹ già của anh ta. Thứ ba, không có thứ ba nữa đâu. Chuyện này chúng ta sẽ tự mình xử lý. Tìm một người tới nhà thương lượng với mẹ anh ta đi. Tên tiểu tử này số khổ quá. Tôi đang lo là mộ tổ nhà anh ta có vấn đề gì. Tìm một nơi nào đó chôn xác anh ta đi. Chuyện này ai nguyện đi nào? Lữ đoàn trưởng, tôi xin tình nguyện. Vậy anh đi đi. Rõ. Giải tán. Đón Ngũ phu nhân và Tứ phu nhân ra đây cho tôi. Theo tôi về nhà. Phụng Nhi, chuyện hôm qua coi như tôi có ơn với cô đúng không? Trong lòng tôi tự hiểu mà. Lỡ như gặp nạn, chúng ta lấy ân báo ân. Cô phải cứu tôi đấy. Phụng Nhi, tôi cầu xin cô. Được. Giờ lành đã tới. Cung thỉnh thần tiên xuống đàn. Vô lượng thiên tôn, Lữ đoàn trưởng đã rõ cả rồi. Tôi đã nhìn rõ cả rồi. Có ngôi sao đang rơi xuống nhà ta. Trong phủ có hai vị phu nhân có hỷ rồi. Hai người. Không thể nào. Dầu năm mang thai thì chúng tôi biết rồi. Còn mấy người bọn họ, lão phu nhân không cần gấp. Để tôi xem thử phương hướng của ngôi sao còn lại. Hướng này là nơi ở của vị phu nhân nào vậy? Là em Tư. Lữ đoàn trưởng, Tứ phu nhân cũng mang thai rồi. Thần tiên, chắc là ông không nhìn nhầm chứ? Tứ phu nhân, mọi người đều gọi tôi là thần tiên. Nếu như tôi nhìn nhầm, sau này sao còn dám tới phủ ta nữa chứ? Lữ đoàn trưởng, tìm một đại phu về xem thử đi. Bần đạo còn nhìn ra được nhiều thứ lắm. Nếu Tứ phu nhân thật sự mang thai, bần đạo mới nói cũng không muộn. Mau đi, mời đại phu đến đây đi. Nếu em Tư thật sự mang thai, vậy thì cũng không thể thờ ơ được. Phải đấy. Lão phu nhân, chúc mừng bà. Lữ đoàn trưởng, chúc mừng ông. Tứ phu nhân có hỷ trạch. Xem rõ rồi chứ? Đã xem rõ rồi. Mẹ, đúng là chuyện đáng mừng mà. Em Tư và em Năm đều có thai. Nhà ta lại có thêm người rồi. Em Tư, em xem, sao lại không nói sớm chứ? Em cũng là không biết thôi mà. Lão phu nhân, nếu chúng ta đã mời đại phu tới, hay là xem cả cho Ngũ phu nhân. Mẹ, mẹ, con xin chúc mừng mẹ. Tứ tỷ, chúc mừng chị. Mã thần tiên mới nói gì nào? Thần tiên nói, nếu em Tư thật sự có thai, ông ấy còn có chuyện muốn nói. Phải, đúng là như vậy.
Thần tiên, ông quả là thần tiên sống. Tứ phu nhân quả thật có thai rồi. Lão phu nhân, tứ phu nhân đúng là đã có thai, nhưng mà bần đạo không thể chúc mừng bà được. Tại sao chứ? Bần đạo vì sự hưng dưỡng trăm năm của Triệu gia ta, hôm nay chỉ có thể tiết lộ thiên cơ rồi. Thần tiên mau nói đi, là thiên cơ gì? Hai ngôi sao rơi xuống nhà ta, đó là một tà một chính, một chủ cát một chủ sát. Ngôi sát tinh đó vốn là yêu nghiệt, không thể để nó đầu thai thành người được. Mong lão phu nhân và lữ đoàn trưởng sớm ngày định đoạt. Thần tiên, ông nói là trong bụng của nó đang mang thai yêu nghiệt. Đúng vậy. Được rồi, ông nói thẳng đi, làm sao mới có thể trấn được yêu nghiệt này? Bần đạo tự sẽ có cách. Vậy thì nghe theo thần tiên cả, không thể để yêu nghiệt tác quái làm hại nhà ta được. Bần đạo tuân lệnh. Họ Mã kia, họ Mã kia, ông nói đi, là ai sai ông tới đây hại tôi? Có mà trong bụng mẹ ông mới là yêu nghiệt ấy. Dừng tay. Sao có thể đánh thần tiên như vậy được chứ? Người đâu? Bịt miệng cô ta lại cho ta. Lão phu nhân, lữ đoàn trưởng, ông không thể nghe bọn họ nói bậy được. Thả tôi ra. Lữ đoàn trưởng, ông không thể nghe tên họ Mã nói bậy được mà bỏ mặc Thu Hương. Các người buông tôi ra. Ông nói ai mang thai yêu nghiệt hả? Ông nói ai là yêu nghiệt? Thả tôi ra. Tôi bị quan mà. Thả tôi ra. Thả tôi ra ngoài. Tên họ Mã kia, vô lượng thiên tôn, tôi trù tổ tông nhà ông. Tôi ra ngoài. Cô ở cái nhà này có tiền đồ lắm đấy. Sau này tôi sẽ không tranh với cô nữa đâu. Vài ngày nữa thì cô sẽ biết thôi.